May mà hôm nay cô đến sớm, nếu không chẳng biết bố cháu sẽ nằm đấy bao lâu. Bảo Bảo, lát nữa Hạ Băng tới, con nói chuyện bình tĩnh với nó, đừng nóng, nổi nóng không giải quyết được vấn đề gì. Chị nói gì vậy? Nguyên Bảo sao phải mất bình tĩnh? Người mất bình tĩnh phải là Hạ Băng. Chị nghĩ xem, không việc làm, không thu nhập, nhà nó lại chẳng giàu có gì, lại còn nuôi con nhỏ. Nếu hai đứa nó ly hôn, thì chính gia đình nó bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bảo Bảo, Hạ Băng tuy có cá tính, có hơi bướng bỉnh, nhưng lòng dạ nó không xấu. Con nói chuyện nhẹ nhàng với nó thôi. Nguyên Bảo, nghe lời mẹ cháu đi. Bây giờ đừng nghĩ gì cả, mau khuyên Hạ Băng trở về đã. Từ từ thôi con. Hạ Băng, bố con sao rồi ạ? Trong đó đang hội chẩn nên chưa được vào. Bố con không bị gì nghiêm trọng đâu. Có điều không hiểu sao sáng sớm nay thấy nằm ngay trước cửa. Thôi thôi, sao bà lắm lời thế? Nguyên Bảo, anh ra đây. Tôi hỏi anh, trước mặt mẹ anh và Hạ Băng, anh trả lời tôi đi. Có phải anh đề nghị ly hôn không? Chỉ vì lần trước nó không tìm được Hạ Băng và Mãn Mãn, giận quá nên nói vậy thôi. Hạ Băng, bác sĩ, tình hình bố tôi thế nào rồi ạ? Có thể do tinh thần ông ấy quá căng thẳng, cộng với nghỉ ngơi không tốt nên mới bị như vậy. Có điều chức năng gan của ông ấy rất không tốt nên cần nằm viện theo dõi thêm. Chức năng gan? Vâng, bác sĩ, chúng tôi vào thăm ông ấy được chưa? Được rồi, vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Hạ Băng, con vào với mẹ đi. Hạ Băng, con để Mãn Mãn lại đây mẹ trông cho. Hạ Băng, vào thăm bố con đi. Mãn Mãn, Bảo Bảo, con xuống mua chút đồ ăn cho Mãn Mãn đi. Lát nữa con cũng vào trong đó. Dù thế nào ông ấy cũng là bố vợ con. Nguyên Bảo, mẹ cháu nói đúng đấy. Cháu đi mua ít hoa quả, mua hoa nữa. Đi đi, mau đi đi con. Cô Lý, cô đừng rời mẹ cháu đi nhé. Cô không đi đâu cả. Cháu mau đi đi. Ông sợ quá nên bị ngất đi thôi. Từ lâu tôi đã bảo gan tôi có vấn đề. Bây giờ vừa bị ngất vừa phải nằm viện theo dõi. Đúng là vấn đề lớn rồi. Bố đừng lo. Bác sĩ nói rồi, bố ngất xỉu là do tâm trạng căng thẳng thôi. Tâm trạng bố bình thường mà. Bố đến nhà Nguyên Bảo, nhưng bố thấy còn sớm quá, nên bố định đợi ở cửa nhà nó thêm chút nữa. Đợi mẹ con nó dậy rồi mới gõ cửa. Không ngờ đợi thế nào mà đến tận bệnh viện thế này. Đúng là bố có bệnh thật mà. Đúng là ông có bệnh thật đấy. Ông đến đấy làm gì hả? Ông đến hỏi tội, chứ có phải đến mời khách ăn cơm đâu, mà phải đợi đến khi người ta ngủ dậy mới gõ cửa. Ông không gõ cửa luôn được à? Ông phải đập cửa ầm ầm lên, để cho tầng trên tầng dưới đều biết họ sống với loại hàng xóm như thế nào. Tôi không đến để cãi nhau, tôi đến để tính sổ mà. Hai việc đó khác nhau à? Khác nhau chứ. Tôi nói đến tính sổ là tính sổ thật đấy. Chúng ta nuôi con gái lớn phải tốn bao nhiêu tiền của? Bao lâu rồi nó không đi làm, chúng ta tổn thất bao nhiêu? Còn nữa, Mãn Mãn sau này sẽ tiêu tốn của chúng ta chừng nào tiền? Bà nói đi. Hơn nữa, nếu Hạ Băng lấy người khác, coi như có mức sống trung bình trở lên, tất cả là chúng ta tổn thất bao nhiêu hả? Tôi phải nói chuyện này cho Nguyên Bảo biết, để nó biết là nó đã sai như thế nào. Bố à, không phải là bố đòi tiền nó. Nếu hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau, bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. Bọn trẻ các con bây giờ chỉ vì một chút sĩ diện mà chấp nhận ly hôn trắng tay. Bố nói con nghe, trừ khi con là đại gia, còn nếu không, đòi được bao nhiêu là phải đòi. Nó đã làm sai, tại sao không bắt nó chịu trách nhiệm? Nói thì hay lắm, nào là rũ áo ra đi, không mang theo một vầng mây trắng.
Bố nói cho mà nghe, đến khi gặp mưa dông gió giật, không có cái vầng mây trắng ấy thì chết rét à? Thôi thôi, ông nói nhỏ thôi, ai đấy nhỉ? Bố, anh đến đúng lúc lắm. Tôi đang định tìm anh đây. Khoan đã, khoan đã. Không được mang hoa vào đây, tôi bị dị ứng. Uống sữa tươi là tôi bị đau bụng. Hoa quả tôi cũng không ăn được. Bố, con đi làm thủ tục nhập viện cho bố nhé. Bố, sau này nếu có chuyện gì, bố cứ gọi điện cho con sẽ tới. Anh tới gặp tôi ư? Nếu tôi không ngã suýt chết trước cửa nhà anh, tôi còn không biết đến khi nào mới gặp được anh cơ. Cũng tại vì đợt này mẹ con bị bệnh, lúc nào cũng cần người bên cạnh, nên dạo này con không thường xuyên đến thăm bố mẹ. Vấn đề là ở con ạ. Anh có vấn đề à? Anh có rất nhiều vấn đề. Đem giấy bút lại đây, tôi sẽ viết ra. Tôi cho anh đánh giá lại bản thân anh. Nhiều vấn đề lắm. Viết cái gì mà viết? Nguyên Bảo, có phải anh cho rằng Hạ Băng nhà tôi đã sinh con với anh, đã làm mẹ, thì ly hôn rồi, lại có con riêng rồi, nó sẽ không tìm được người nào tốt nữa phải không? Bây giờ là thời đại nào rồi? Anh tưởng là những năm 80 hay sao? Thời đại bây giờ không chỉ phụ nữ mới đối mặt nguy cơ, cả đàn ông các người cũng đối mặt với nguy cơ đấy, nhất là anh. Tôi nói cho anh biết, ly hôn rồi anh sẽ mất vợ, mất con, anh sẽ sống độc thân cả đời. Anh còn đòi ly hôn à? Ra ngoài đi, ra ngoài cho tôi. Anh đòi ly hôn cơ mà, anh đi đi, đi đi. Vì Mãn Mãn mà, chúng ta cũng vẫn hy vọng hai đứa nó sống được với nhau đúng không? Sau này bà đừng nói những câu như thế. Hạ Băng ly hôn rồi, dù có con riêng vẫn tìm được người đàn ông khác. Không nên nói những lời như thế. Sao không được nói? Tôi nói sai à? Đừng nói là Hạ Băng, ngay cả tôi, dù phải nuôi cháu ngoại, mà tôi ly hôn với ông, tôi vẫn tìm được người tốt. Ông có tin không? Tôi tin, tin, tin mà. Người như ông, nhẹ thôi, biết rồi, nhẹ thôi mà. Lại còn đòi đi tìm người ta tính sổ, người thì một đống bệnh già. Tổng biên tập, cô giúp tôi gọi điện cho Hạ Băng. À không, lấy danh nghĩa của Tổng Giám đốc Đặng gọi cho cô ấy, hẹn cô ấy chiều đến công ty nói chuyện về công việc của cô ấy. Gọi luôn bây giờ ạ? Đúng, gọi ngay tại đây. Nhưng nhớ là không nên nói nhiều về tình hình công ty hiện nay cho cô ấy. Cứ bảo cô ấy đến là được rồi. Vâng. Mẹ, con làm thủ tục xong rồi. Chiều nay con có việc phải ra ngoài. Mẹ trông Mãn Mãn giúp con được không? Được, con cứ đi đi. Bố, bố đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ một chút đi ạ. Ông bé bé cái miệng thôi, Mãn Mãn đang ngủ. Mộc Tử, nếu cô xin từ chức và nghỉ hẳn vì quan hệ giữa tôi và Lạc Thiên thì hôm nay, trước mặt Tổng Giám đốc Đặng, tôi nói rõ một lần nữa, quan hệ giữa tôi và Lạc Thiên là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi mà. Chẳng lẽ cô muốn tôi đợi đến khi hai người nằm nói chuyện với nhau ư? Cô, hai cô im hết cho tôi. Nghe từ nãy giờ tôi đã hiểu. Thì ra đây chỉ là ân oán cá nhân giữa hai cô, không liên quan gì đến tạp chí Beauty. Tôi nói cho các cô biết, tôi hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện quan hệ nam nữ này. Một người đàn ông, hai người đàn bà. Loại đàn ông như rùa rụt cổ đó là loại đều cáng nhất, thiếu tin cậy nhất. Mộc Tử,
Một tạp chí để đạt đến trình độ như hôm nay, nó đã hút cạn tuổi thanh xuân của cô. Cô định đi, định đến chỗ khác làm việc, chẳng phải vì cô giận tôi hay sao? Tôi nói lại một lần nữa, tôi có thể cho cô nghỉ phép dài ngày để cô chữa lành vết thương. Tôi không đồng ý cho cô sang tạp chí đó làm trưởng ban biên tập gì hết. Xin lỗi Tổng Giám đốc Đặng. Tôi đã quyết định rồi. Kiều An, tôi nhường beauty cho cô làm. Hy vọng cô sẽ làm tốt. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm cho beauty tốt hơn nữa. Sẽ không làm cô thất vọng đâu. Tạp chí beauty không tự nhiên mà bán chạy. Đó là nhờ có tôi. Giống như Lạc Thiên hôm nay giành được sự chú ý của cô. Đó cũng là nhờ có tôi. Beauty do một tay tôi gây dựng. Vì thế tôi cũng biết cách làm thế nào để Queen, nữ hoàng, từ con số 0 trở thành tạp chí bán chạy nhất. Đừng nhắc đến Queen trước mặt tôi. Tôi nói cho cô biết, đó là một cái tên ngông cuồng tự đại. Nó dám sánh với beauty của chúng ta ư? Người đẹp mãi mãi mê hoặc lòng người. Nó mãi mãi trang nhã như thế. Nhưng người đẹp mua vui cho người khác, nên dễ bị cuốn theo người khác. Còn nữ hoàng thì khác. Nó làm cho bản thân mình vui, nên tràn đầy cá tính. Thực ra tôi rất tự tin. Hạ Băng, cô đến rồi à? Chào Tổng Giám đốc Đặng. Tổng biên tập, chị nghỉ phép về rồi ạ. Mọi người có việc, vậy mọi người nói chuyện đi. Tôi xin phép đi trước. Hạ Băng, vào đi, chúng tôi đang đợi cô đấy. Hạ Băng, mời cô ngồi. Hạ Băng, tôi nói thẳng vào vấn đề nhé. Tôi biết cô rất muốn quay lại beauty làm việc. Tôi đánh giá cao cô và cũng rất cần một nhân viên như cô. Tôi nói với Tổng Giám đốc Đặng về cô. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về cô ấy. Trong thời gian làm trợ lý cho Mục Tử, cô ấy có rất nhiều ý tưởng. Đúng vậy, Kiều An từng nhiều lần nhắc đến cô trước mặt tôi. Thực ra tôi cũng từng có ấn tượng rất tốt với cô. Chào mừng cô quay trở lại làm trợ lý cho Tổng biên tập Kiều. Tổng biên tập Kiều ư? Vậy Tổng biên tập Lý thì sao ạ? Cô ấy vừa xin nghỉ việc. Tôi níu giữ thế nào cũng không được. Việc Tổng biên tập Lý ra đi, chúng tôi đều thấy rất đáng tiếc. Nhưng hình như cô ấy có dự định riêng rồi. Chắc sẽ nhanh thôi. Cô ấy định làm trưởng ban biên tập của một tạp chí nhỏ nào đó. Tôi không biết có sự thay đổi nhân sự như vậy. Nếu thế này, e rằng tôi không thể trở lại tạp chí beauty được nữa. Tôi được Tổng biên tập Lý một tay đào tạo. Nếu không có chị ấy, tôi bây giờ vẫn chỉ là một lễ tân lóng ngóng thôi. Tôi muốn nói chuyện với chị ấy trước đã. Hạ Băng, Kiều An coi trọng cô, nhưng tôi thì còn cần cô hơn. Cô quay lại đi. Tôi sẽ dành cho cô những đãi ngộ tốt hơn trước. Đúng vậy, cô suy nghĩ lại đi. Tôi nghĩ trước khi nói chuyện với chị Mộc Tử, tôi không thể nhận lời với hai vị được. Tôi xin lỗi. Bà xem, sao tôi lại không có được một người cộng sự họa phúc cùng chịu như Hạ Băng chứ? Tôi xưa nay không tin trên đời này ai có thể họa phúc cùng chịu với ai cả. Chỉ có điều hiện giờ cám dỗ của chúng ta với cô ấy chưa đủ lớn mà thôi. Hạ Băng, Tổng biên tập, sinh nhật vui vẻ. Chiếc bánh đẹp quá, cảm ơn em đã nhớ sinh nhật chị. Em không báo trước với chị chuyện em muốn quay lại làm việc, vì em sợ chị chê cười em. Trước đây, chị cố gắng giữ em lại. Thế mà em nhất quyết bỏ đi, giờ lại lén lút quay về. Em xin lỗi chị.
Em không cần xin lỗi chị. Thật đấy, em muốn trở lại Beauty, chứng tỏ nơi ấy vẫn giữ được lòng người. Em đã từ chối lời mời của họ rồi. Tại sao vậy? Vì chị đã sang Queen rồi. Nếu chị cảm thấy em có thể làm được gì đó, thì hãy đưa em đi theo với. Nói thật với em, bên tạp chí Queen, tình hình thế nào, phát triển ra sao, chị cũng không dám chắc. Bây giờ kéo em theo, em sẽ vất vả đấy. Có tổng biên tập ở đó, em còn sợ gì? Hạ Băng, em nghe này. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Em nói rằng vì chị mà em từ chối Kiều An, từ chối trở lại Beauty. Thực ra trong lòng chị vô cùng cảm động. Nhưng trở lại Beauty là lựa chọn tốt nhất cho em. Dù sao bên ấy em cũng đã quen môi trường làm việc, quen các đồng nghiệp. Hơn nữa bà chủ là tổng giám đốc Đặng có ấn tượng rất tốt với em. Chị cũng tin Kiều An sẽ ra sức giữ em lại. Sao chị biết? Hôm nay tổng giám đốc Đặng bỗng nhiên đứng bật dậy ra sức giữ em lại, làm em bất ngờ đến phát hoảng. Hạ Băng, em có tài đức gì mà họ đối xử với em như vậy? Thật ra trong mắt họ, em chỉ là một lễ tân, cùng lắm là trợ lý tổng biên tập thôi. Tổng giám đốc Đặng đang muốn giúp Kiều An lôi kéo lòng người đấy. Em nghĩ xem, chị rời Beauty, đó là biến động nhân sự lớn nhất. Bây giờ em muốn quay lại, đương nhiên họ sẽ ra sức giữ. Chị chỉ không ngờ tổng giám đốc Đặng đích thân ra tay như vậy. Không có chị thì đã không có em ngày hôm nay. Được họ mời như thế. Tổng biên tập, chị hiểu tính em mà. Chỉ cần em đã suy nghĩ kỹ thì 10 Beauty cũng không giữ được em đâu. Chị lặn lội mười mấy năm qua, không ngờ sinh nhật năm nay chỉ có em đến với chị. Beauty và Lạc Thiên, một tạp chí và một người đã khiến chị bỏ ra nhiều tâm huyết nhất. Xem ra đều cùng bỏ chị mà đi rồi. Chị từng nói là chị sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân với Lạc Thiên mà. Trong lòng càng hoang mang, ngoài miệng càng nói cứng. Chị đã đặt ra vô số giả thiết. Chị thậm chí còn nghĩ đến chuyện nếu chị bắt gặp họ ở trên giường, chị sẽ xử lý như thế nào, sẽ nói điều gì. Nhưng chị thật sự không thể ngờ anh ta có thể chuyện trò thâu đêm dưới ánh nến với một người đàn bà như thế. Em bảo chị phải làm thế nào? Cứ như thể ông trời cố ý đùa giỡn với bạn vậy. Dù bạn chuẩn bị đầy đủ thế nào, ông ấy vẫn có thể khiến bạn thua sạch sành sanh bất cứ lúc nào. Nhưng ít ra, chị còn biết đối thủ của chị là ai. Còn em thậm chí không biết em phải đánh nhau với ai. Hôm nay, bọn em cãi nhau vì chuyện này, mai cãi nhau vì chuyện khác. Bây giờ thì em biết, bọn em không thua một ai đó, thua một chuyện gì đó, mà là thua thời gian. Em rất muốn trở lại quá khứ, trở lại hồi bọn em yêu nhau. Nhưng bây giờ, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không thật sự là khó cứu vãn. Nhìn thì có vẻ chúng ta đi những con đường khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau, có đúng không?
Chúng ta đi một vòng lớn, kết quả là có thêm một đứa trẻ và lại trở về điểm xuất phát. Nào, chúc cho tất cả phụ nữ trên đời này đều không phải buồn phiền vì tình yêu. Chúc cho tất cả phụ nữ trên đời này đều có thể trở thành nữ hoàng của cuộc đời mình. Mừng nữ hoàng, mừng nữ hoàng. Đợt này con sẽ phải nhanh chóng tìm một giúp việc mới. Con biết người tốt thì khó tìm, nhưng những nhà khác tìm được thì tại sao nhà mình không tìm được, có đúng không? Có điều là mấy ngày này là thời gian quá độ. Mẹ đừng lo, con nghĩ đi nghĩ lại, đành bảo cô Lý sang giúp mẹ được không? Con đã bảo cô ấy rồi. Cô Lý à, chuyện trò thì được, chứ làm việc thì hơi tệ. Thì biết làm sao bây giờ? Dù sao cũng chỉ vài hôm thôi, ngoài cô ấy ra chẳng còn ai cả, đúng không? Con cũng nói với Tiên Tiên rồi, bảo bảo hôm nay con chưa xin lỗi Hạ Băng à? Nó vẫn kiên quyết ra đi ư? Mẹ, mẹ cảm thấy chuyện giữa hai đứa con, một lời xin lỗi có thể giải quyết được hay sao? Không phải thế. Có câu này mẹ cũng không biết có nên hỏi không? Là cô Lý hỏi mẹ. Cô Lý mà hỏi chắc chắn là toàn chuyện vớ vẩn. Chắc lại là có phải con có người khác không? Có phải Hạ Băng có người khác không? Có đúng vậy không? Cô Lý nói trước đây nó có yêu một bác sĩ. Con biết con không có ai. Con cũng tin là cô ấy không có. Bởi vì con hiểu cô ấy mà. Không có thì tốt. Mẹ nghĩ xem. Đâu phải tất cả các cặp vợ chồng ly hôn, chia tay đều là vì người thứ ba, có đúng không nào? Thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ mau đi ngủ đi. Con cũng đi ngủ đây. Vào đi. Bảo Soái à? Bảo Soái đến rồi. Bảo Soái ngại quá. Cháu nói đang tăng ca mà ông ấy cứ bắt cô gọi cháu tới. Không sao ạ. Nào, bà đi giặt quần áo đi. Ông hài lòng chưa hả? Người ta bận thế mà cứ gọi đến bằng được. Bảo Soái, cháu ngồi đi nhé. Cô đi giặt đồ cho ông ấy. Vâng, cô đi cẩn thận ạ. Cháu ngồi xuống đi. Chú sao vậy? Sao tự nhiên lại phải nằm viện? Chú vừa vào hôm nay, họ bảo gan của chú có vấn đề, nhưng vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Vậy để mai cháu hỏi bác sĩ điều trị cho chú xem tình hình thế nào. Được, chú nói này, chú chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu thực sự có vấn đề gì, cháu nhất định không được giấu chú. Không đâu, chú không sao đâu. Thực ra ngoài chuyện của chú, hôm nay chú gọi cháu tới còn vì chuyện khác nữa. Chuyện gì ạ? Hôm nay Hạ Băng nói nó và Nguyên Bảo chắc chắn sẽ ly hôn. Thế ạ? Chuyện này cháu đừng giả vờ nữa. Chú đã bệnh đến gần đất xa trời rồi. Giả sử phải lên bàn mổ, có sống được hay không còn chưa biết. Chú chỉ muốn nói với cháu, nếu hai đứa nó thực sự ly hôn, cháu có chịu tiếp nhận Hạ Băng và Mãn Mãn không? Còn khả năng của cháu thế nào nữa? Khả năng ạ? Tất nhiên rồi. Chú muốn đảm bảo cháu có thể cho Hạ Băng và Mãn Mãn một cuộc sống thật tốt. Nếu không, chú ra đi cũng không thanh thản. Chú, bây giờ còn chưa biết tình hình thế nào. Chú đừng nói chuyện gở. Không không, cháu phải trả lời chú trước đã. Vâng. Chuyện cháu và Hạ Băng, cháu sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy. Chú đừng lo. Tìm cơ hội cái gì? Bao giờ cháu sẽ đi gặp nó? Chắc là phải tìm cơ hội đã. Tìm cơ hội là khi nào? Thì tìm một cơ hội thích hợp. Bây giờ chú đang không khỏe. Cháu nghĩ Hạ Băng cũng không có tâm trạng nói chuyện đó với cháu. Chú cứ nghỉ ngơi đi đã. Chú nghỉ ngơi đi, đừng lo chuyện đó. Cháu sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy. Cháu phải hứa với chú đấy nhé. Vâng, không vấn đề gì. Cho mẹ một miếng được không?
cảm ơn con. Mẹ, mẹ về rồi à? Có mệt không? Không mệt lắm. Bố con thế nào? Ông ấy ổn. Mãn Mãn, bà ngoại về rồi này. Sao con cho nó dậy sớm thế? Con đã tìm được một nhà trẻ trông sớm, lát con đưa Mãn Mãn đến đó, xong con đi làm. Nó còn nhỏ thế mà con đã cho đi nhà trẻ ư? Nó sẽ khóc đấy. Không sao, nó sẽ quen thôi. Vậy để mẹ làm ít đồ ăn cho bố con, xong mẹ đưa nó đi cùng con nhé. Không cần đâu, mẹ đi là mẹ lại khóc đấy. Mẹ, trên đời này chắc chỉ có mẹ ủng hộ con ly hôn mang theo con nhỏ. Nhiều lúc mẹ cũng nghĩ không biết mẹ có bị điên không. Bố con cũng cứ lo sợ con ly hôn rồi sẽ còn khổ hơn bây giờ. Nhưng mẹ nói với bố con, mẹ bảo nếu đúng hạ băng do tôi sinh ra, tôi không bế nhầm khi ở trong bệnh viện, thì nhất định con gái tôi sẽ sống tốt. Chắc chắn con là do mẹ sinh ra rồi. Con cũng thể rằng Mãn Mãn là con gái của con, nên hôm nay nó đi nhà trẻ sớm, nhất định nó sẽ chịu được. Đến đó rồi còn thiếu thứ gì thì con tự đi mua nhé. Sao bố con không đến đón con? Bố con vẫn chưa biết mẹ con nằm viện đúng không? Đã nói là không cho bố con biết chuyện đó thì nhất định sẽ không cho biết. Vậy sau khi con đi, dì có tiếp tục chăm sóc mẹ con không? Mẹ con giờ đang bị bệnh, cần có người chăm sóc. Sau khi khỏi bệnh, bà ấy sẽ tự biết chăm sóc mình, con cứ yên tâm đi. Vậy dì giúp con một việc, sau này nếu rảnh rỗi, dì đến thăm mẹ con được không? Giống như bây giờ vậy. Tuy dì đã cướp bố con đi, nhưng ngoài chuyện đó ra, dì vẫn là một người đáng thương và để con nhờ cậy. Dì cười gì thế? Cảm ơn con đã đánh giá cao dì như thế. Bố định đến đón con, nhưng dì Mộc Tử bảo có những chuyện bí mật giữa phụ nữ với nhau phải nói với con trước. Con cười cái gì? Dì ấy đã nói gì với con vậy? Bố trả lời câu hỏi của con trước đã. Hai người liệu có ly hôn vì Kiều An không? Có ly hôn hay không cũng không phải vì Kiều An, mà là vì những vấn đề đã tích tụ từ trước. Giữa bố và hai người vợ đều xảy ra những vấn đề giống nhau. Vậy bố có từng nghĩ có lẽ chính bố mới có vấn đề hay không? Con còn nhỏ nhưng cũng biết rằng trên đời không có người tình hoàn hảo. Tại sao bố luôn ảo tưởng về những điều không thực tế như vậy? Thôi đi, con đừng nói lảng nữa. Con còn chưa trả lời câu hỏi của bố. Dì ấy đã nói gì với con? Không nói cho bố biết đâu. Bố, con chúc bố luôn có được một tình yêu chân thành. Tạm biệt bố. Ừ, con đi cẩn thận nhé. Tạm biệt gì? Cảm ơn em lại giúp anh hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Mấy hôm nay, anh vẫn muốn tìm một cơ hội giải thích với em. Hôm đó, dù em không đến, anh và Kiều An cũng không cần giải thích đâu. Thật đấy.
không cần giải thích cho em đâu. Em đừng tự tưởng tượng được không? Thực sự là không có chuyện gì hết. Trước đây, em luôn cảm thấy em là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Suy nghĩ của em đã nhầm. Thực ra, nói thật lòng thì hai chúng ta ai rời xa ai cũng vẫn có thể sống tốt. Ít nhất anh rời xa em, anh có thể sống vui vẻ, thoải mái. Em không cảm thấy em rất quan trọng hay sao? Anh giống như một vật phụ thuộc trong cuộc sống của em. Chỉ là những dòng ghi chép trong cuốn sổ công việc của em. Anh chỉ làm em vui như khi em tích vào dòng nhiệm vụ đã hoàn thành. Thật ư? Không phải ư? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì chúng ta cứ làm theo lời anh nói. Chúng ta thật sự cần tạm xa nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ cho kỹ. Giúp tôi hủy tất cả mọi đầu mục liên quan đến Lạc Thiên. Các khoản phí thanh toán, bảo hiểm, nợ thẻ tín dụng, các khoản trả góp. Tóm lại là tất cả những thứ có liên quan đến anh ấy. Cái nào có thể hủy được là hủy hết. Cô tìm giúp tôi một căn chung cư gần đường An Nguyên nhé. Nhỏ thôi. Giá rẻ thôi nhé. Mãn Mãn đừng khóc nữa. Mẹ đi làm nhé. Hết giờ làm mẹ sẽ đến đón con được không? Mẹ không ở cạnh con từ sáng đến tối được đúng không? Mình lớn rồi mình phải đi học. Phải học cách tự chơi đúng không nào? Có người sẽ luôn ở bên con. Có người sẽ rời xa con. Nhưng rời xa rồi sẽ quay lại rất nhanh thôi. Giống như mẹ vậy. Hết giờ làm mẹ sẽ đến đón Mãn Mãn nhé, được không? Con ngoan. Mình lớn rồi mà. Con nhìn kìa. Có bao nhiêu là bạn nhỏ, bao nhiêu là đồ chơi. Lại có các cô giáo nữa. Cô bế nó vào đi. Không được thì kéo vào. Tôi đi nhé. Mãn Mãn đừng khóc nữa. Tôi có việc gấp, anh nhường xe cho tôi trước được không? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Cháu Kê đấy, cẩn thận nóng. Cô Trần, đúng là cô sướng thật. Hàng ngày chồng cô vẫn lái xe điện chở cô đến nhà tôi làm. Nếu chồng tôi mà còn, tôi cũng không để con trai, con dâu tôi phải vất vả. Cô biết không, cô Lý cạnh nhà tôi ấy cũng có một mình, già rồi mà còn phải mua nhà cho con gái nữa. Mẹ Nguyên bảo, cô Lý đó... Thôi thôi, tôi cũng chẳng nói với chị nữa. Chị cẩn thận nóng đấy. Alo, công ty Phố Giang à? Chào cô, tôi muốn hỏi bây giờ giá trung bình bên cô là bao nhiêu? Chưa tới 30 ngàn à? Cô cũng định mua nhà à? Thật à? Cô cũng định mua nhà ư? Không, 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 tôi không định mua bây giờ, nhưng tôi phải đến xem tận nơi. Rẻ thế thật à? Được, được, tôi sẽ đến xem. Mẹ Nguyên bảo, tôi không may mắn như chị, cũng không tốt số như chị. Chị xem, chị có căn nhà rộng thế này. Thằng Bảo nhà chị kết hôn, đã có sẵn nhà. Còn Tiên Tiên nhà tôi kết hôn, không có nhà sao được. Thế nên tôi muốn đi xem cho nó. Còn chưa tới 30 ngàn. Cô mau đi đi, Nguyên bảo nhà tôi nói rồi. Lát nữa cô Lý sẽ sang. Thôi được, tôi sẽ rút hết phích cắm ra.
Nước tôi cũng đun rồi. Chị không được động vào bếp ga đâu nhé. Chị cứ ngồi yên ở đây. Nếu không thì ngủ một lát. Không được đi lung tung. Tuyệt đối không được mở bếp ga. Một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ về. Nhớ không được sờ mó lung tung đâu đấy nhé. Đến cô Trần cũng mua được nhà. Cô Trần cũng mua được nhà rồi. Cho phép tôi giới thiệu cô Tôn Tiểu Mỹ, trước đây cùng làm việc với tôi ở Beauty. Cô ấy vừa xin nghỉ ở đó để sang Queen làm việc cùng mọi người. Chào mừng cô. Tôi và Tôn Tiểu Mỹ sở dĩ từ bỏ tạp chí Beauty đang rất mạnh để theo tổng biên tập đến Queen là bởi vì chúng tôi đều đã từng chịu nhiều ảnh hưởng của tổng biên tập. Tôi tin rằng nhờ sức sáng tạo và khả năng điều hành, tổng biên tập sẽ làm nên một kỳ tích nữa ở tạp chí Queen. Tôi xin hứa với mọi người, ngày tạp chí Queen thành công rực rỡ, vinh quang ấy sẽ thuộc về tất cả các bạn ở đây. Nhưng có một điều tôi phải nói trước với mọi người. Nội dung mỗi kỳ mọi người đưa lên có thể có sai sót, có thể có sạn, thậm chí có thể mang quan điểm ngây ngô của mọi người. Tôi đều có thể tha thứ. Vì những điều đó đều có thể sửa, có thể dạy được. Điều duy nhất tôi không cho phép đó là mọi sự sao chép. Trước đây mọi người đều làm như vậy đúng không? Vì vậy, Queen mới ngày càng kém. Nhưng những thứ thuộc về trào lưu thì cả thế giới đều giống nhau mà. Chúng tôi chỉ mượn theo một số tạp chí nước ngoài thôi. Tôi có xem qua tạp chí nước ngoài. Về cơ bản đều từ ba cuốn này mà ra. Nhưng ba cuốn tạp chí này tôi có thể dễ dàng mua được ở bất kỳ sạp báo ven đường nào. Điều tôi muốn nói là không phải chúng ta trích dẫn tác phẩm cho độc giả đọc. Chúng ta làm tạp chí thời trang. Tôi hy vọng chúng ta không chạy theo trào lưu mà phải dẫn đầu trào lưu. Nữ hoàng là gì? Với tôi, nữ hoàng là tự tin, là mạnh mẽ, là làm chính mình để người khác phải ngưỡng mộ. Nói hay lắm. 6 giờ tối nay, mọi người đều ở lại tăng ca. Chúng ta sẽ cùng thảo luận lại về nội dung tạp chí kỳ này. Bữa tối và đồ ăn khuya tôi sẽ mời. Tiểu Mỹ, cô chọn đồ ngon một chút để động viên mọi người. Cũng coi như bữa liên hoan chào đón hai cô. Cảm ơn chị. Được rồi. Làm việc đi. Tổng biên tập. Hạ Băng, ngồi đi. Giữa chúng ta còn một vấn đề rất trần tục, nhưng lại vô cùng quan trọng còn chưa nói. Thực ra cũng hơi tế nhị. Về lý mà nói, em từ chối Kiều An sang đây giúp chị. Chị cần phải trả em một mức lương đặc biệt. Tổng biên tập, nếu em vì điều đó, thì em đã không xuất hiện ở đây. Em hãy tin chị. Cho chị thời gian 6 tháng. 6 tháng nữa, mọi thứ ở Queen sẽ tốt hơn cả ở Beauty. Đến lúc đó, chị nhất định sẽ dành cho em mức lương xứng đáng. 6 tháng ư? Liệu có tham vọng quá không ạ? 6 tháng mới có thể trả mối thù với Kiều An. Đối với chị thì quá lâu. Quá lâu. Cái này coi như một chút bù đắp cho em. Túi sách của em ư? Chị luôn cất giữ nó bên mình. Chị biết có một ngày tự tay chị sẽ trả nó lại cho em. Không được, em không thể nhận. Em đã bán nó cho chị vào lúc em khó khăn về kinh tế nhất. Bây giờ em còn chưa trả chị tiền, làm sao em nhận lại đồ được? Bây giờ là lúc chị khó khăn nhất. Hạ Băng, em đã đến giúp chị. Bây giờ và sau này em đều sẵn sàng đứng bên cạnh chị. Giá trị đó đâu phải một cái túi có thể đổi được. Em hãy tin chị mới là người được lợi. Chuyện gì thế? Sao trả lại nhiều thế? Tin tiên bảo chúng ta đem lô hàng này đến các chợ tiêu thụ hết đi. Cô ấy đã đặt một lô khác ở Hàng Châu rồi. Đồ tốt đấy. Chuyển đi. Để tôi đi cho.
Thôi cậu đừng đi, mấy việc nặng nhọc này sức cậu không làm được đâu. Đến đó làm gì có ai dỡ hàng giúp cậu. Thì một mình dỡ từ từ vậy. Để tôi đi cho. Hồi còn làm môi giới nhà đất, tôi còn giúp khách hàng khiêng tủ lạnh nữa đấy. Để tôi đi cho. Cậu còn phải về đối chiếu sổ sách. Cậu ấy thì vừa về còn đang mệt. Tôi không đi thì ai đi? Nhà cậu còn một đống việc chưa lo kìa. Không có gì. Tôi đã nhờ cô Lý sang trông mẹ tôi rồi. Tôi nói chuyện Hạ Băng cơ mà. Cậu cố gắng khuyên nhủ cô ấy đi. Sao cậu lắm lời thế? Đi từ từ nhá. Điểm sáng nhất là khu vực có một công viên cây xanh rộng 15.000 m2. Bác có thể tận hưởng môi trường thiên nhiên ở đây. Nhân cơ hội này bác phải nhanh chóng. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Không sao. Viên Bảo à? Cô Lý, cô thế nào rồi? Đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Tốt quá. Cô đưa mẹ cháu nghe điện thoại nhé. Viên Bảo, xin lỗi cháu nhé. Cô vừa có tí việc gấp, cô chạy ra ngoài nên không có nhà. Nhưng cháu cứ yên tâm, cô rút hết phích cắm điện ở nhà rồi. Cô cũng khóa van ga rồi. Mẹ cháu ăn cơm rồi. Cô đã dặn chị ấy nếu mệt thì ngủ đi một lát. Sao cô lại để mẹ cháu ở nhà một mình hả cô Lý? Cháu yên tâm, một lát là cô về ngay thôi. Thôi thôi, không nói nữa, không sao đâu. Cô cứ lo việc của cô đi, cháu về nhà xem thế nào.